Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Tối hôm nay, Quang Hải muốn giới thiệu đến quý vị và anh chị em một phép lạ thánh thể rất là đặc biệt xảy ra tại một thành phố của nước Ý. Và đặc biệt ở chỗ là phép lạ này đã xảy ra cách đây 1.200 năm trước. Thì để biết phép lạ này như thế nào thì mời quý vị và anh chị em xem qua những hình ảnh. Như quý vị và anh chị em đã xem qua thì phép lạ này được nằm trong một cái thành phố tên là Ancinum hiện nay và được cho là một phép lạ rất là vĩ đại. Thì vào hồi thế kỷ thứ 8, trong một cái ngôi nhà thờ nhỏ kính thánh Le Content, có một cha dòng thánh tên là dòng thánh Basilio đã hồ nghi là không biết Chúa Giêsu có thật trong phép thánh thể hay không. Thì sau khi mà cha dâng lễ thì sau cái lời truyền phép thì bánh đã trở nên thịt và rượu đã trở thành máu. Đó cũng là đức tin của chúng ta, phải không các bạn? Thì máu đông đặc lại thành năm hột nhỏ theo hình dáng khác thường, như quý vị và anh chị em đã xem qua những hình ảnh. Thì bánh thánh thịt ấy đã được cất giữ cẩn thận cho đến ngày hôm nay. Thì cái kích thước của bánh á, thì cũng giống như là những cái bánh mà giáo hội chúng ta thường hay dùng. Bánh có màu nâu nhạt và trở thành màu hồng khi chiếu ánh sáng từ ở phía sau dọi lại. Máu thì đông lại và ngả màu đất, màu vàng vàng như màu đất là các bạn. Thì vào năm 1970, một cuộc khảo nghiệm gồm một số khoa học gia nổi tiếng bắt đầu vào cuộc để mà kiểm tra cái hiện tượng này. Thì cuộc khảo sát đã đưa đến những cái quyết định khoa học tuyệt đối không thể chối cãi và trở thành một cái tài liệu với những bức hình chụp bằng ống kính hiển vi tinh xảo có thể giúp ích cho việc tôn thờ cộng đồng. Đó, cho nên là vào ngày 4 tháng 3 năm 1971, tức là một năm sau đó hơn, thì nhà thờ có phép lạ đã đưa ra những kết luận sau. Thì sau khi các nhà khoa học đã vào cuộc rồi các bạn, thì bắt đầu họ mới đưa ra những kết luận. Kết luận như thế nào các bạn biết không? Thịt là thịt thật, máu là máu thật. Thịt thành bởi các thớ thịt tim. Thịt và máu là thịt máu của loài người, thịt và máu cùng một loại AB. Như các bạn biết là con người chúng ta có máu, có ba nhóm máu, máu bốn nhóm máu, máu O nè, máu A nè, máu B nè, rồi máu AB nè. Thì cái bánh thánh và máu đó cùng chung một loại, đó là máu AB. Trong máu có protein là chất thường có để giữ máu tươi, và trong máu cũng có những khoáng chất nữa. Như vậy đã cũng trải qua là 1.200 năm rồi mà vẫn còn giữ được cái sự sống nằm ở trong cái thịt và máu mà đã đông lại cách đây là 1.200 năm trước rồi, vào thế kỷ thứ 8 đó các bạn. Thì
sự lưu trữ thịt và máu trong 12 thế kỷ qua là người ta lưu trữ cách tự nhiên và không bằng chất hóa học giữ trong không khí thường và môi trường sinh vật mà vẫn được gìn giữ trong cái hiện tượng khác thường. Và khoa học quả quyết rằng là sau khi đã được khám nghiệm đã có câu trả lời chắc chắn và thỏa đáng xác nhận tính cách chân thực của phép lạ thánh thể tại Lanciano. Như vậy quý vị và anh chị em đã biết được là qua cái phép thánh thể tại Lanciano vào thế kỷ thứ 8 thì sau 1.200 năm như vậy thì bắt đầu các học gia nổi tiếng bắt đầu vào cuộc và đưa ra những cái kết luận như quý vị và anh chị em đã nghe. Thật sự đây là một cái phép lạ, một phép lạ quỷ đại phải không các bạn? Thật sự không biết nói là sao, nhưng mà cũng qua cái sự ngờ vực của một linh mục tên là cha thánh Basilio, nhờ vậy mà chúng ta có được phép lạ mà cho đến ngày nay vẫn còn đang được lưu giữ tại Lazio nước Ý. Chúng ta cũng cảm ơn Ngài vì những cái gì mà Ngài tuy là với cái lúc đó hơi ngờ vực thôi, nhưng mà Chúa đã ban qua những cái yếu đuối của con người, và Chúa cho Chúa muốn thể hiện cái quyền năng của Ngài qua những cái yếu đuối đấy. Và hy vọng rằng những gì mà Thiên Chúa đã làm sẽ mang những cái ích lợi cho chúng ta trong đời sống thiêng liêng. Và các bạn đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.